Bộ Y tế Israel đã phát hiện 10 trường hợp đầu tiên nhiễm chủng AI3 của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. AI3 là một trong những chủng đột biến mới của biến thể Delta, được cho là nguy hiểm hơn các chủng khác. Trước đó, Anh và Ấn Độ cũng đã thông báo phát hiện biến thể này. Bộ Y tế Israel đã thông báo Quốc hội về sự nguy hiểm của chủng virus mới AI3 và khuyến nghị khả năng phong tỏa toàn quốc lần thứ tư nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh COVID-19. Từ đầu tháng 8, Bộ Y tế Israel đã cảnh báo nếu con số bệnh nhân nặng tăng tới 600 ca một ngày thì buộc phải tính đến biện pháp phong tỏa toàn quốc do các bệnh viện hiện đang trong tình trạng quá tải. Hiện số bệnh nhân nặng tại Israel đã chạm ngưỡng này. Israel đang ghi nhận hơn 8.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, bất chấp việc đã hoàn thành tiêm chủng cho phần lớn người dân. Trong những làn sóng COVID-19 đầu tiên, trẻ em được coi là đối tượng không bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. Thế nhưng biến thể Delta đã thay đổi điều đó. Giờ đây, ngay cả trẻ em cũng trở thành đối tượng dễ bị tấn công. Tại Indonesia, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, đã có hơn 1.200 trẻ em tử vong. Trong đó, phần lớn các ca trẻ nhỏ không qua khỏi là trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua. Sinh năm 2018, mất năm 2021. Sinh năm 2020, mất năm 2021. Đó chỉ là hai trong số nhiều bia mộ trẻ em trong nghĩa trang dành cho những bệnh nhân tử vong vì COVID-19 tại Indonesia. Bé Beverly cũng không may bị COVID-19 cướp đi sinh mạng sau vỏn vẹn 29 ngày hiện diện trên cuộc đời. Đầu tiên bố mẹ em nhiễm bệnh, sau đó đến lượt em. Bác sĩ khuyên con tôi cần được điều trị ngay lập tức trong phòng chăm sóc tăng cường dành cho trẻ sơ sinh. Nhưng chúng tôi đã đi khắp các bệnh viện từ 10 giờ sáng cho đến 6 giờ tối, mà nơi nào cũng kín chỗ hết cả. Khoảng một tuần trước khi mất, cháu mới được vào viện. Khi đó nồng độ oxy trong máu đã ở mức dưới 70. Cháu phải nằm trong lồng ấp và dùng máy thở trong phòng chăm sóc tăng cường dành cho trẻ sơ sinh. Beverly đã trở thành một trong số hơn 1.200 trẻ em Indonesia tử vong vì COVID-19. Gần một nửa trong số này là trẻ dưới 1 tuổi. Theo tổ chức Save the Children, Indonesia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở trẻ em cao nhất thế giới. Các chuyên gia cho biết đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới chế độ dinh dưỡng và làm gián đoạn việc tiêm chủng thường xuyên cho các bệnh khác, khiến trẻ nhỏ gặp nhiều rủi ro hơn. Việc cha mẹ tụ tập đông người, dù là trong gia đình và bạn bè, cũng được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc con em họ có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn. Để kìm hãm đà lây lan của biến thể Delta, cũng như hạn chế những tổn thất với trẻ em, tháng trước, Indonesia đã bắt đầu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và phụ nữ mang thai. Còn tại Ấn Độ, một số bang của nước này đang gấp rút bổ sung giường bệnh nhi và bình oxy y tế do lo ngại trẻ em sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đợt lây nhiễm thứ ba, được dự báo là bùng phát vào mùa đông năm nay. Quyết định của giới chức Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh có thông tin số trẻ em nhập viện vì COVID-19 tăng cao tại nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, giới chức lo ngại dịch bệnh sẽ lây lan mạnh khi mà trẻ em trở lại trường học mà không được tiêm phòng COVID-19. Hiện Ấn Độ mới chỉ tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người trên 18 tuổi. Trong một tuần trở lại đây, Ấn Độ ghi nhận trung bình khoảng 34.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày.